Em Thảo Hoa Lan Lạng Sơn, mến chào tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Buổi chiều tối ngày 27 tháng 9 năm 2019, em Thảo xin kính chúc cả gia đình mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, sưu tầm được cho mình thật nhiều giò hoa lan đẹp và có một cuộc sống luôn gặp may mắn, bình an. Em là Thảo, em ở trên thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị để kết nối với em Thảo theo 3 số điện thoại 0965 495 087, 0848 626 228, 0363 929 228 là 3 số điện thoại cô chú anh chị có thể nhìn ở trên màn hình này đấy ạ. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý rất nhiều những cái mặt hàng rừng của gia đình em, những cái hàng còn ít này và những cái hàng cây hàng thuần của gia đình em nữa. Và cô chú anh chị nào muốn sưu tầm cho mình những cây lan đẹp, những giò lan khỏe thì hãy đón xem video của em Thảo trong ngày hôm nay nhé. Và đây là lô phi điệp vàng chắc khoảng tầm một cân hơn. Em bán cả lô này là 150 nhá, chắc được có phải gần 2 cân đấy ạ. Phi điệp vàng nhất lát nữa em Thảo sẽ bứt hết những cái lá đi, bởi vì là mọi người biết mùa này là mùa của phi điệp vàng nên là cái lá của nó đã bị rụng lá để nó cho bông, hoặc là có cây nó vừa cho bông xong rồi đó, đây này vừa cho bông xong này nên nó bị rụng lá, trong quá trình mà cho hoa là chuyện bình thường nhá. Em bán 150 lô phi điệp vàng này. Hiện tại thì gia đình em Thảo có 2 cân, khoảng 2 cân 3 thế này. Kiều vuông mỡ gà hoa màu vàng tuyền rất là thơm. Em bán với giá rất là mềm luôn ạ. Em bán 350 được lô này. Anh chị em nào yêu mến thì có thể sưu tầm nhé. Đây là kiều mỡ gà. Nhìn nó sơ sát tiêu điều như thế này bởi vì nó là hàng rừng ạ. Cô chú anh chị nào đã chơi hàng rừng thì biết đúng không ạ? Nếu mà hàng bóc vườn thì nó sẽ đẹp mê ly giống như là sơn thủy tiên của nhà em ấy. Thì hàng bóc vườn nó rất là đẹp và hàng rừng thì nó hơi sơ sát bởi vì nó không có ai chăm sóc nó ạ. Lô kiều này 350 và kiều vàng ở trên này là 2 cân kiều vàng, em bán 300.000. 2 cân kiều vàng nhé cả nhà nhé. Đó, hoa màu vàng từng chùm rũ xuống rất là đẹp ạ. Đó, 300.000. Một lô 2 cân nhé cả nhà nhé. Đó, kiều vàng. Còn ở trên này là hoàng long vĩ. Hoàng long vĩ của gia đình em Thảo, em bán lô này là 90.000 nhé. Hoa màu vàng, môi của nó tua ra rất là đẹp luôn ạ. Cây rất là khỏe nha anh chị em có nhìn thấy không ạ? Đây là hàng của Tây Bắc nhé. Tất cả các hàng của gia đình em ngày hôm nay có hàng của Tây Bắc rất là khỏe. Hoa của nó đậm màu, rất là xinh ạ. Và đây là hoàng thảo trúc mành, 1 cân, 1 ký 3 nhá cả nhà nhá. Hoàng thảo trúc mành hay gọi là nữ hoàng của dòng hoa lan được không ạ? Rất là đẹp đây này. Cây của nó rất là xanh tươi nhá. Cả lô này em bán 300.000, hoàng thảo trúc mành. Cô chú anh chị nào yêu mến cái dòng hoa này có thể sưu tầm ạ. Cây khỏe rất đẹp luôn ạ. Hoàng thảo trúc mành. Hoa của nó y hệt như màn hình cả nhà các bạn nhìn thấy đây nhá. Và đây là phần lụa vàng của nhà em này. Phần lụa vàng này chắc khoảng 1 cân. Em bán 180. Hoàng thảo lụa vàng nhá, có cả hạt, có cả quả nữa này. Đó. Đây. Đây là một ít lô nhất điểm hoàng của nhà em, 50.000. Đó. Em thanh lý những cái hàng nào mà nó còn ít ấy em sẽ thanh lý nhá. Và em còn có 2 cân hạc vĩ này. Cây nó bị rụng lá rồi. Những cái cây nó bị ủng ấy là em bứt đi thì cô chú anh chị sẽ được nhiều gửi đi, nó sẽ khả năng là nó sẽ không bị ủng ạ. 2 cân này em bán 300.000 nhá, hạc vĩ ạ. Thôi bán 250 thôi. Đó. 250 cả lô này là 2 cân hạc vĩ ạ. Hạc vĩ. Và hiện tại thì em còn có 5 cân ngọc thạch 3 màu, em bán với giá là 250 ạ. Anh chị em nào yêu mến cái dòng hoa này thì có thể là sưu tầm nhá. Cây ngọc thạch thì nó hơi bị mất nước một chút và cái thân vàng thì vốn dĩ nó là cái thân của nó là vàng thôi ạ. Chúng ta vẫn trồng bình thường nhá. Cái dòng này rất là khỏe, rất là dễ trồng. 5 cân em bán 250 nhá. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm cây cát hoa hồng Giáng sinh, là một trong những cái dòng hoa cát được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm và yêu mến đúng không ạ? Dòng hoa này rất là xinh luôn đấy ạ. Riêng dòng cát thì nó cũng giống như phi điệp thôi ạ. Nó có cây rẻ, cây đắt. Có cây, ví dụ phi điệp thì có kỳ chỉ 50.000 thôi, nhưng mà cũng có kỳ lên đến 200 triệu 1 cm đúng không ạ? Đó là phi điệp bảo duy đấy ạ, đúng không ạ? 5 cây trắng bảo duy đúng không nào? Đây là cây cát hoa hồng Giáng sinh. Ở bên châu Âu thì là cây này nó nở vào dịp Giáng sinh rất là xinh. Còn ở bên mình thì do thời tiết ấy thì nó sẽ nở vào khoảng tầm Tết nhá cả nhà nhá. Đó. Cây có mặt bông như anh chị em có nhìn ở trên màn hình đấy ạ. Và cây của nó rất là đẹp luôn. Cây to, nhiều thân, nhiều mầm, rất đẹp luôn. Nói chung là cây này giá rất là rẻ luôn đấy ạ. Em bán có 170 cây thôi.
Mua 2 cây để em bán 300 nhé cả nhà nhé. Đẹp lắm. Trời ơi, xinh cực xinh luôn ý. Và hiện tại thì gia đình em Thảo có cây phi điệp, đây là 5 cây trắng hải dương à. Đây là cây sổ số nhá, em sẽ gọi là cây hạ sổ số nhá cả nhà nhá. Và em gồm có 3 cây như này. Em thanh lý là 300.000. Đây là hàng em gửi vào trong Đồng Nai nhưng mà cô chú anh chị không lấy được nên là em đã hoàn về. Đã, có 3 cây này. Em thanh lý là 300.000. Anh chị em nào yêu mến thì có thể là sưu tầm ạ. Chậu trầm này, chậu này gồm có 1 kỳ này, 2 kỳ, kỳ này không thành, 3 kỳ này. Đó. Đây là em bán 100.000 này. Đó, chậu trầm tím nhá. Thì chậu tím là mọi người biết rồi ạ, trầm tím có hương thơm rất là thơm và đặc biệt là rất là dễ trồng nữa. Đây cũng thế này, có 3 kỳ. 3 kỳ, 4 kỳ. Đó là hàng dương thuần nhá cả nhà nhá. Em có 2 chậu này. Hàng này là do là em gửi đi cho anh chị em ở dưới miền Nam và họ có công việc họ chưa nhận được nên là hoàn về thì nó bị như này. Thì em về em thanh lý 100.000 một chậu trầm tím. Và đây là hoàng thảo tam bảo sắc của gia đình em. Hiện tại thì em còn có số lượng là 2 cân. 2 cân này em bán 400.000 nhá. Bình thường em Thảo toàn bán từ 260 đến 300 đúng không ạ? Ngày hôm nay chỉ 200.000 một cân thôi đã. Cây còn rất là đẹp luôn. Thân của nó màu tím tím nhá. Những cái cây nào nó bị lá nó hơi ủng ấy thì em sẽ bứt đi để trong quá trình gửi thì cả nhà sẽ nó sẽ không bị ủng. Đó. Cây còn đẹp lắm mà hoa rất là xinh luôn đấy ạ. Hoa của nó nở rất là to, đường kính có thể đến 5 cm đấy ạ. Mặt bông thì cả nhà còn nhìn ở trên màn hình này đấy ạ. Và hiện tại thì gia đình em Thảo còn có 3 cặp chồn. Đây là cái chồn rất là đẹp nhá. Đó, chồn màu hồng. Màu hồng rất là xinh, mặt bông như anh chị em còn nhìn ở trên màn hình này đấy ạ. Cây của nó đây, rất là xinh. Em còn có 3 cây duy nhất thôi. Bình thường em Thảo bán là 150 một cây đúng không ạ? Ngày hôm nay 3 cây này em bán với giá là 250. Cho cô chú anh chị nào yêu mến muốn sưu tầm nhá. Cây cỡ nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn thôi ạ. Đó, đây là cây tiểu học đấy ạ. Nhưng mà cái bọn này thì nó lớn nhanh lắm. Toàn là lá xếp tăm tắp rất là xinh nhá. Đó, 3 cây này em thanh lý với giá là rất là mềm luôn đó ạ. Hạc vĩ được mệnh danh là chiếc rèm hoa đúng không ạ? Rất là đẹp và được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đến đúng không ạ? Hiện tại thì gia đình em Thảo còn có một vài giò em sẽ bán thanh lý ạ. Bình thường em toàn bán từ 300 cho đến 500-600 một giò đúng không ạ? Tùy từng giò. Và ngày hôm nay thì em còn có một vài giò thì em sẽ thanh lý với giá là 250.000. Cô chú anh chị nào yêu mến cái dòng hoa này thì chúng ta có thể sưu tầm nhá. Hạc vĩ đã thuần ghép vào bảng gỗ của gỗ nhãn nên là cây rất là chắc. Và thứ hai nữa là cây rất là khỏe ạ. Gia đình em Thảo không phun bất kỳ một cái phân thuốc nào nên là cây của nó độ thích nghi môi trường rất là cao. Nên là cô chú anh chị nào yêu mến cái dòng hoa này muốn sưu tầm thì có thể là gọi điện trực tiếp cho em Thảo nhá. Hoa rất là xinh luôn đấy ạ. Hiện tại thì gia đình em Thảo còn có một vài chậu kiếm. Đây là kiếm của Thái nhá cả nhà nhá. Có cả cây kiếm đỏ lẫn cả kiếm vàng lớn lớn luôn lại với nhau rồi. Và hàng thì nó hơi bị mất nước một chút. Thì anh chị em mua về thì chúng ta có thể là chăm sóc thì nó sẽ lại hồi lại rất là nhanh. Bởi vì kiếm người ta ví như là nuôi kiếm giống như là nuôi con lợn nái đúng không ạ? Cây nó rất là khỏe, đẻ rất là nhanh nữa. Đó, em bán 150.000 một cây chậu ạ. 150 một chậu nhá cả nhà nhá. Mua 2 chậu là 250 ạ. Đó, mua 2 chậu là 250 nhá. Bình thường em Thảo bán rất là từ 300 cho đến 380 một chậu đúng không ạ? 250 một chậu. Đó, ngày hôm nay thì thanh lý là còn có 150 một chậu thôi ạ. Mua 2 chậu là 250. Ngày hôm nay thì gia đình em có 2 loại chồn, còn có một cái chồn bé là 180.000 một cân. Còn cái chồn này là chồn to, lá xếp rất là xinh nhá cả nhà nhá. Đó, lá xếp xinh lắm này. Đó, cái chồn nhỡ nhỡ cùng lá xếp rất là đẹp luôn này. Ui. Xinh lắm. Đó, em bán với giá là 220.000 một cân nhá. Cây to là 220.000 một cân, còn cây bé cây nhỡ là 180.000 một cân ạ. Dáng hương đuôi chồn nhá cả nhà nhá. Là cái dòng dáng hương size rất là nhiều bông đúng không ạ? Không những là sai bông mà hoa còn bền và hoa của nó còn dài nữa ạ. Rất là đẹp luôn. Và đây chính là dáng hương đuôi chồn ạ. Đó. Dáng hương đuôi chồn, cây rất là đẹp nhá. Đây, cây xanh ạ. Hàng của Tây Bắc nhá, em bán là 180.000 một cân. Dáng hương đuôi chồn ạ. Hoa của nó màu tím trắng và nó là thuộc cái dòng dáng hương sai bông nhất và cũng rất là dễ trồng đúng không ạ? Em bán 180.000 một cân dáng hương đuôi chồn, cây rất là tươi, vừa mới về nhá. Tất cả những cái hàng rừng của gia đình em Thảo ngày hôm nay vừa mới về luôn đấy ạ. Hoàng thảo chuỗi ngọc, dòng hoa tượng trưng cho tình yêu, cho sự hoàn mỹ của tình yêu đúng không ạ?
Hoa của nó này rất là đẹp luôn, và cái thân của nó cả nhà cậu nhìn thấy là từng chuỗi trong vắt, rất là đẹp đúng không ạ? Dòng hoa này cũng rất là dễ thuần thôi. Cô chú anh chị nào yêu mến cái dòng hoa này thì chúng ta có thể sưu tầm. Hàng kg em Thảo bán với giá là 200.000 một cân. Hoàng thảo chuỗi ngọc là một trong những cái dòng hoa cực kỳ là được nhiều cô chú anh chị mua về để chúng ta củng cố thêm tình yêu thương ở trong gia đình đúng không ạ? Hoàng thảo hoàng lạp. Dạ. Hoàng thảo hoàng lạp giá 130.000 một cân. Anh chị em nào yêu mến không ạ? Hoa xinh rất là đẹp đúng không ạ? Người em ruột của Sơn Thủy Tiên đúng không nào? Ngày hôm nay gia đình em Thảo có Sơn Thủy Tiên là hàng cây Sơn Thủy Tiên, hàng bóc vườn này, hàng bóc rừng luôn ạ. Em bán hoàng lạp 120.000 một cân. Mặt bông anh chị em có thể nhìn ở trên màn hình này, đây chính là mặt bông của nó đấy ạ. Sơn Thủy Tiên hàng bóc rừng, hàng Lào của gia đình em Thảo, em bán với giá là 200.000 một cân. Còn hàng bóc vườn là 230.000 nhá. Giá cực kỳ là mềm luôn. Đó, nếu mà so sánh giữa giá của em Thảo năm ngoái thì là giá năm nay rất là mềm luôn đấy ạ. Đó. Và cái sự chuyển giao giữa mùa đang chuẩn bị rụng lá như này thì khi cái cây của nó khi mà chúng ta hái về thì nó bị mất nước, thì em gửi cho cả nhà nó hơi bị mất nước một chút xíu, thì cô chú anh chị chỉ cần ngâm xử lý rồi chúng ta trồng ghép bình thường nhá. Sơn Thủy Tiên là một trong những cái dòng hoa có mặt bông đẹp to rất là xinh đúng không ạ? Em bán với giá là 230.000 một cân Sơn Thủy Tiên nhé cả nhà nhé. Cây của nó là hàng bóc vườn nên là nó được rất là nhiều thân tơ và cây cũng rất là khỏe nữa. Đó, đẹp, đẹp lắm. Hàng toàn dề rất là xinh, bởi vì là gia đình em rất nhiều mặt hàng nên là em không có làm dề để em giao lưu nữa, và em sẽ bán hàng cân thôi. Đó, 230.000 nhé cả nhà nhé. Long Tu Xuân là một trong những cái dòng hoa nở vào mùa xuân rất là đẹp đúng không ạ? Đây, đó, đây, hàng đã rụng hết lá rồi. Và khi mà rụng hết lá như thế này thì em gửi cho cả nhà thì sẽ không bị ủng này. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ được nhiều thân hơn đúng không ạ? Chúng ta sẽ ghép được nhiều hơn. Và em bán với giá là 200.000 một cân Long Tu Xuân nhé cả nhà nhé. Đó, 200.000 một cân Long Tu Xuân. Khi nhắc đến dòng hoàng thảo thì chúng ta không thể là không nhắc đến trầm tím đúng không ạ? Một cái dòng hoa nằm trong top 10 loại hoa lan có mặt bông đẹp nhất và thơm nhất đúng không ạ? Đây là hàng của Lào nhé cả nhà nhé. Đó, trầm tím rừng của Lào. Quăn queo đúng không ạ? Đó, anh chị em nào mà đã chơi hàng rừng rồi thì biết đúng không nào? Đó, em bán với giá là 1.200.000 một cân nhé cả nhà nhé. Bình thường em Thảo toàn bán 1.500.000 thôi, nhưng mà ngày hôm nay khi mà em lấy được hàng giá mềm hơn thì em sẽ bán giá mềm hơn ạ. Đó, 1.200.000 một cân. Hoàng thảo Kiều Vương này. Đó, đây là mặt bông của, đây là hoa Kiều Vương nhé cả nhà nhé. Hoa trắng họng vàng rất là đẹp ạ. Hàng cây thuần em bán 170.000 một cây. Mua 2 cây là 300 nhé cả nhà nhé. Anh chị em nào mà cảm thấy mua hàng rừng về mà trồng chưa ok chẳng hạn thì chúng ta mua hàng này về chúng ta thuần luôn cũng được. Đó, có 170.000 đấy ạ. Chúng ta mua 2-3 giỏ về chúng ta chụm lại thì nó cũng sẽ được một cái giỏ rất là xinh rồi. Đó, rất là đẹp luôn đấy ạ. 170.000 một chậu nhé. Hoàng thảo Kiều Vương. Và đây ạ, đây chính là Kim Điệp Xuân, là một trong những cái dòng hoa rất là đẹp đúng không ạ? Hoa của nó rất là dễ trồng. Đó, dễ trồng lắm mà cây của nó cũng rất là tươi nữa này. Đó, bây giờ là mùa bắt đầu chuẩn bị lạnh rồi là chúng ta trồng hoa thì cực kỳ là tuyệt vời luôn đúng không nào? Đó, xinh cực là xinh luôn ạ. Kim Điệp Xuân em bán 160.000 một cân. Đây là địa lan cát cát vàng của gia đình em Thảo, là một trong những cái dòng hoa địa rất là đẹp, mặt bông màu vàng giống với mặt bông của kiếm đột biến đúng không ạ? Nhưng mà bông của nó to hơn, bay hơn và đẹp hơn ạ. Và hiện tại thì cây nó đang có nụ rất là nhiều nụ nhá, khoảng từ 2 cho đến 3 nụ luôn. Đó, rất là xinh này đây ạ. Em đặt xuống như này cho nó nằm thì mọi người sẽ nhìn thấy rõ hơn nhá. Đó, đây đây này. Đó, rất là nhiều nụ. Bình thường em Thảo bán với giá là từ 350 cho đến 380 một chậu đó ạ. Ngày hôm nay em chỉ còn có một vài chậu, còn có 10 chậu nữa thôi, em bán với giá là 320.000 một chậu ạ. Anh chị em nào yêu mến cái dòng hoa này thì có thể sưu tầm nhá. Cái dòng hoa này mà chúng ta đổi ra cái chậu sứ khác hoặc là những cái chậu đẹp khác thì nó đẹp mê ly luôn ạ. Đó, rất là xinh nhá, và về chúng ta sẽ chơi được hoa luôn. Cái dòng địa này rất là thơm và được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đấy ạ.
Đây là hoàng thảo ý ngọc của gia đình em Thảo, là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đến. Riêng cái dòng hoa này thì cô chú anh chị biết rồi đúng không ạ? Hoa của nó rất là đẹp và người ta gọi nó là nàng công chúa ngọc ngà, bởi vì cái mặt bông của nó rất là xinh. Và không những là xinh mà nó còn dễ trồng nữa. Và đây là hàng của Tây Bắc, hoa rất là rõ nét, cây dễ trồng và cây rất là khỏe ạ. Em bán 200.000 một cân cho anh chị em nào yêu mến cái dòng hoa này. Hoàng thảo u lồi gia đình em Thảo vừa mới về, hay gọi là hoàng thảo ngũ tinh đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến này. Dòng hoa ngày hôm nay về cây đẹp lắm này. Đó, hoàng thảo u lồi, cây đã thắt thắt ngọn rồi đấy. Tới đây là cho hoa Tết luôn này. Đó, anh chị em nào yêu mến dòng hoa này không ạ? Xinh thật là xinh luôn. Hoàng thảo u lồi em bán là 260.000. Đó. 260.000 một cân nhá. Ngày hôm nay gia đình em Thảo có dòng hoa nữ hoàng của dòng hoa kiều đúng không ạ? Đó chính là hoàng thảo kiều dẹt. Là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm. Và riêng hàng kg thì gia đình em Thảo bán rơi vào khoảng tầm 700 đến 800 nghìn một cân đúng không ạ? Ngày hôm nay em có hàng thuần sẵn nhưng mà nó là cốc nhỏ, hàng giống thôi. Đó, rất là đẹp ạ. Chúng ta về chúng ta chăm sóc thì chúng ta nó sẽ lớn rất là nhanh. Em bán 170.000 một chậu, bé như em cầm ở trên tay này đây. Mua 2 chậu là 300.000 nhé cả nhà nhé. Mặt bông rất là đẹp và cây của nó thì không quá là to đâu ạ, hàng giống đấy, rất là xinh xắn, dễ thương. Cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm thì chúng ta có thể mua một vài chậu về chúng ta sưu tầm cũng được ạ. Và đây chính là cây phi điệp hồng mỹ nhân của gia đình em Thảo. Như cả nhà đang nhìn này, đây là nhìn cận cảnh thân xanh nhá cả nhà nhá. Riêng cái cây hồng mỹ nhân này là thân xanh đấy ạ. Đó. Nó rơi mỗi một chậu khoảng tầm 3 đầu, 4 đầu. Rất là đẹp. Đấy. Và mỗi cây của nó thì nó cũng không quá là ngắn đâu, để em Thảo quay cho cả nhà nhá. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ từ 70 đến 80%. Và cái dòng hoa này thì trong quá trình em bán hoa lan ấy thì được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Và cái giá của cái hồng mỹ nhân ấy, nếu mà anh chị em nào mà quan tâm thì biết rồi đúng không ạ? 15 triệu trên 1 cm cho 1 kg nhá cả nhà nhá. Thì ví dụ như là một cái kỳ mà khoảng tầm 10 cm là rơi khoảng tầm hơn 100 triệu đúng không ạ? Một con số rất là khủng. Và thứ hai nữa đó chính là nó còn cao hơn cả hiển oanh cơ. Hiển oanh hiện tại thì chỉ có 7 triệu trên 1 cm thôi. Đó đây. Đó. Và cây hồng hồng mỹ nhân này đây rất là đẹp ạ. Từ 3 cho đến 4 đầu rất là xinh. Có cây này nó bé hơn chút này. Đó. Em bán với giá là 280.000 một chậu. Mua 2 chậu là 450 nhá. À nhầm, 550 nhá. Mua 2 chậu là 550 cả nhà nhá. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú chị yêu mến. Đó chính là cây phi điệp lâm cánh trắng hiển oanh, hay gọi là phi điệp HO, hàng gieo hạt năm nhất của gia đình em. Gồm mỗi một chậu khoảng từ 1 đến 2 thân, nhưng mà chủ yếu là 2 thân nhé cả nhà nhé. Em sẽ bán dòng 2 thân, bình thường em Thảo bán khoảng từ 100 cho đến 101 một cây đúng không ạ? Ngày hôm nay em bán giá rất là rẻ luôn ạ. Giá là 75.000 một cây. Cô chú chị nào yêu mến cái dòng hoa này thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo nhé. Mặt bông mẹ như chị em nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Đây là hàng gieo hạt, cây rất là khỏe và rất là xinh đấy ạ. Rất là đẹp ạ. Sau bao nhiêu sự chờ đợi thì gia đình em Thảo đã lại về cây phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ, hàng gieo hạt, cây năm nhất của gia đình em. Cái đợt tháng 3, đợt vừa rồi thì em Thảo bán mỗi một cây nó nhỏ lắm, nó chỉ cao khoảng từ 4 đến 5 cm thôi. Em bán là 75.000 một cây, cái đợt đấy là cháy hàng luôn, không có hàng để bán. Và bây giờ thì lại về. Và ngày hôm nay thì cây của nó đã cao khoảng từ 8 cho đến 10 cm. Cây nó rất là khỏe, anh chị em nhìn thấy thân xanh lét luôn. Đó, cái dòng này chơi thân thì đã cực kỳ là yêu rồi. Đẹp, rất đẹp nhá. Đó. Cực kỳ xinh. Em bán với giá là đối với dòng một thân em bán là 75.000 một cây dòng một thân và 90.000 dòng hai thân ạ. Đấy ạ. Xinh không ạ? Rất đẹp luôn. Đó. Mê lắm. Thật sự là rất là đẹp luôn đây này. Cây cực kỳ là khỏe. Và anh chị em nào mà quan tâm thì chúng ta có thể sưu tâm. Và riêng mặt bông, cái khuôn của nó đã đẹp rồi thì nó sổ ra bông nào cũng xinh. Và đây là hàng gieo hạt thôi, nên là anh chị em nào mà muốn sưu tâm thì chúng ta có thể sưu tâm, bởi vì giá của nó cũng không cao đúng không ạ? Đó, giá của nó cũng không cao. Và thứ hai nữa đó chính là cái cây của nó rất là đẹp. Cái bọn này nó lớn nhanh cực luôn. Cái đợt vừa rồi em Thảo có trồng, cái đợt trồng năm ngoái ấy, Tết ấy, xong đến lúc ra Tết là nó mọc ra khoảng tầm 5 cm,
khoảng tầm 4 đến 5 thân thế này. Và thật sự lúc đấy là em cũng có giao lưu với cả nhà và được rất nhiều cô chú anh chị ủng hộ đấy ạ. Đó, cây đẹp lắm. Đó, xinh cực là xinh. Đây này này. Đó. Rất đẹp. Và cây một thân thì nó cũng dài hơn này. Nói chung là cây nào cũng xinh, cây nào nó cũng mê đấy ạ. Phi điệp ta ly lưới đỏ là một trong những cái dòng hoa ở vùng Di Linh được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm, hoặc bởi vì mặt bông này rất là đẹp, nở ra có mặt bông mẹ mà cực kỳ là xinh luôn. Mỗi một chậu khoảng từ 1 đến 2 thân tơ, cây rất là khỏe như anh chị em gọi nhìn ở trên màn hình này đấy ạ. Mặt bông rất là đẹp nhá. Đó, bình thường bán 200.000, ngày hôm nay em bán giá gọi là giá thanh lý luôn đấy ạ. Đó, em bán với giá là 150.000 một cây thôi. Anh chị em nào mà quan tâm thì chúng ta có thể sưu tầm nhá. Em chỉ còn có 2 cây thôi, tức là 30 cây nữa là hết hàng rồi. Đó, cái dòng hoa cây khỏe nhá. Chỉ cần chúng ta thay ra một cái chậu mới thôi là nó cực kỳ là xinh luôn rồi đấy ạ. Đó, rất đẹp luôn này. Đó, bán giá rất đẹp luôn đấy, 150 một cây thôi ạ. Và em Thảo xin giới thiệu đến cả nhà Nam Cánh Trắng Hòa Bình, hàng gieo hạt của gia đình em. Là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Đó, cây lá mít Hòa Bình. Và đây là một cái cơ hội cho cô chú anh chị để săn năm cánh trắng nhé cả nhà nhé. Và mọi người biết rồi đúng không ạ, khuôn bông đẹp thì nó cho ra mặt bông nào nó cũng xinh. Và riêng đối với dòng phi điệp, ở một cái vùng đất giống nhau mà hai cây nó đứng ở cạnh nhau thôi là hoa của nó cũng đã khác nhau rồi. Và cây hoa lan hàng gieo hạt này cũng vậy, nó không có bông nào nó giống với bông nào cả. Đó, và đây là cái dòng chơi thân thì cực kỳ là xinh. Và là cơ hội để chúng ta săn những cái mặt bông đẹp thì cũng rất là cao. Bởi vì là cái thân của nó thân xanh, nhà có nhìn thấy thân xanh này. Thứ hai nữa đó chính là cái lá của nó rất đẹp. Đó, cái đợt vừa rồi tháng 3 ấy, em bán cái cây bé xíu xíu, xíu ấy, em bán là 90.000 một cây. Nó nhỏ nhỏ gần bằng cái cây gốc cây này này. Có một thân thôi, em bán 90.000 đúng không ạ. Ngày hôm nay em bán mỗi một chậu khoảng từ 4 cho đến 5 thân tơ, tính là từ 3 đi. Đấy, nhưng mà chủ yếu là từ 4 đến 5 thân tơ. Em bán với giá ngày hôm nay rất mềm, 270.000. Mua 2 chậu em bán 500.000 nhé cả nhà nhé. Đấy, cây năm cánh trắng Hòa Bình, hay gọi là cây mít đồng xu nhé cả nhà nhé. Xinh lắm, cây này ngọn của nó xanh lét luôn. Đó, có cơ hội cho chúng ta săn những cái mặt bông đẹp đúng không ạ. Em thì em không có nhiều đâu, nên là anh chị em nào mà quan tâm thì chúng ta có thể là mua về để sưu tầm. Và bản thân em Thảo cũng có để sưu tầm mấy cây đấy ạ. Đó. Và đây chính là cây phi điệp hồng Yên Thủy của gia đình em. Có cái mặt cây rất là đẹp. Đây. Và có rất là nhiều đầu nhé cả nhà nhé. Từ 3 cho đến 4 đầu. 4 đầu. 3, 4 đầu. Rất là đẹp. Đây. Mỗi một chậu thì nó không quá cao đâu. Nó chỉ khoảng tầm cao là 10cm đấy. Đây. Đây cao 10cm này. Đó. Cũng vậy. Nó có cây nó thấp hơn một chút nhưng mà nó đẹp lắm này, nhìn thân của nó thôi này cả nhà, còn nhìn thấy nhìn thân của nó thôi là chúng ta rất là yêu rồi đúng không ạ. Đó, đây, đó, đây, đẹp lắm. Ở bên trong này cũng vậy, em đang gói hàng để gửi cho cả nhà đấy ạ. Đó, hồng Yên Thủy là một trong những cái dòng hoa gia đình em được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đấy ạ. Đó, em bán với giá là 270.000, mua 2 chậu là 500.000 nhé cả nhà nhé. Rất là xinh xắn dễ thương luôn đây này. Đẹp quá là đẹp luôn đấy ạ. Và đây chính là cây phi điệp mắt đỏ Hòa Bình, hàng gieo hạt của gia đình em Thảo. Là một trong những cái dòng hoa rất là đẹp đúng không ạ. Đây, chỉ cần một giọt nước đi vào trong cái đôi mắt của cái cây mắt đỏ Hòa Bình thôi là nó sẽ bị đỏ thẫm ra, giống như là bị chảy máu luôn đấy ạ. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ khoảng từ 50 cho đến 60%. Và anh chị em nào mà muốn sưu tầm thì chúng ta có thể sưu tầm. Bởi vì là riêng cái dòng chơi thân thôi thì cũng rất là xinh rồi đúng không ạ. Gia đình em Thảo vừa mới phun chống thối nhũn xong nên là nó còn hơi xanh một chút này. Đó. Đây. Mỗi một chậu nó rất là đẹp này. Em bán là 270.000 một chậu. Đó. Gia đình em Thảo vừa mới về thêm những cây phi điệp lá biên phát tài được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm. Đó, mặt bông của nó rất là xinh như anh chị em nhìn ở trên màn hình. Và cây của nó cao khoảng từ 12 cho đến 15-16cm thôi ạ. Cây của nó không quá là cao đâu. Và chính vì cây của nó không cao nên là giá của nó cũng không cao đâu ạ. Em bán 170.000 một cây. Mua 2 cây em bán là 300.000 nhé cả nhà nhé. Hạt vĩ lá biên thuộc cái dòng hoa oai màu tím cả nhà nhé. Đây, mặt bông của nó cả nhà có nhìn ở trên màn hình rất là đẹp nhé. Và cây của nó cũng rất là xinh. Lá biên phát tài.
được biệt được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đấy ạ. Cá viên bắt tài. Giới thiệu cả nhà, đây chính là phi điệp 5 cánh trắng Hải Dương của gia đình em Thảo. Đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ khoảng từ 70-80%. Có mỗi cây thì khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Em bán với giá là 220.000 một chậu. Mua từ 2 cây thì em sẽ bán là 400.000 nhá. Nè, cái giá đẹp. Đó. Cái giá xinh luôn. Khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Đó. Năm cánh trắng Hải Dương nhé cả nhà nhé. Đây là dòng hoa cho anh chị em nào muốn săn bệt đấy ạ. Đó là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đúng không ạ? Mỗi một chậu của nó khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Em Thảo vừa mới phun nước vôi trong xong. Đó, cây cao khoảng từ 2 cho đến 3 cm, 4 cm thôi ạ, không quá là cao đâu nhé cả nhà nhé. Đó, cái dòng hoa này thì rất là đẹp luôn đó. Đó, cây này, cây đẹp lắm, khỏe luôn. Đó. Em bán bình thường là em bán là 80.000 một cây đúng không ạ? Ngày hôm nay em Thảo chỉ bán là 70.000 một cây thôi. Mỗi một chậu khoảng từ 2 đến 3 thân tơ nhé cả nhà nhé. Cây xinh xắn dễ thương như em Thảo đang cầm ở trên màn hình này đấy ạ. Đó, đây là hàng gieo hạt phi điệp châu Như, mặt bông rất đẹp. Bên cạnh này đây ạ, cây của nó thì nó khác hơn so với cây ma bó một chút. Đó chính là cây di linh thác khói đúng không ạ? Di linh thác khói là một trong những cái dòng hoa có mặt bông rất là đẹp và em bán với giá cũng rất là mềm ạ. Đó, em bán với giá là 75.000 một cây thôi ạ. Di linh thác khói nhé cả nhà nhé. Hai cây là 150 đúng không nào? Mỗi một cây của nó cũng không quá là cao đâu ạ. Nó cao khoảng tầm 3 cho đến 4 cm. Cây rất là khỏe. Hàng quận Hà hàng năm nhất nhá. Và đây là hàng gieo hạt nhé cả nhà nhá. Anh chị em nào mà yêu mến cái dòng hoa này thì chúng ta có thể là chúng ta mua về chúng ta trồng. Bởi vì nó giá rất là mềm thôi ạ. 75.000 một cây. Di linh thác khói. À, đây chính là cây phi điệp ma bó hàng gieo hạt của gia đình em Thảo. Mỗi một cây phi điệp ma bó như cả nhà đang nhìn đây ạ. Là một trong những cái dòng hoa cây nắm nhất thôi, rất là nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Và cái dòng hoa này mỗi một chậu khoảng từ 1 đến 2 thân, cao khoảng từ 2 cho đến 3 cm. Cây khỏe đúng không ạ? Đó. Và đây là hàng giống, anh chị em nào yêu mến thì có thể sưu tầm. Em bán giao lưu với cả nhà, giá rất là mềm, 75.000 một cây. Bình thường em bán 85.000 một cây đúng không ạ? Phi điệp ma bó hàng gieo hạt của gia đình em. Cây của nó này. Đó, cây phi điệp ma bó nhé cả nhà nhé. Và bên này đây chính là phi điệp thác bay của gia đình em. Như đợt vừa rồi đấy thì thác bay của gia đình em về cái cây của nó còn nhỏ quá nên là anh chị em rất là quan tâm đến cái dòng hoa này đúng không ạ? Có mặt bông rất là đẹp và bay. Em bán với giá ngày hôm nay ạ. Với giá chỉ có là 270.000 một chậu. Phi điệp thác bay. Cây của nó cao. Khá là cao đấy ạ, cao hơn những cây phi điệp khác một chút xíu này. Cây của nó cao khoảng tầm 15 16 17 cm rồi. Đây ạ. Và thân của nó này, nhìn thân của nó đẹp lắm. Nập mập này. Đấy. Thác bay ngày hôm nay thì em cũng không có nhiều đâu ạ. Đấy, em bán với giá cũng cực kỳ là mềm luôn. Thác bay em bán là 270.000 một chậu. Phi điệp thác bay nhé cả nhà nhé. Mua 2 chậu thì em bán với giá là 260.000. Đó, xinh quá là xinh luôn đúng không ạ? Đấy. Và đây chính là cây phi điệp lộc bắc của gia đình em Thảo. Chỉ có 2 thân thôi ạ. Đó. Cây phi điệp lộc bắc hàng gieo hạt của gia đình em. Em bán với giá cũng rất là mềm mà nó chỉ có 2 thân thôi nên em chỉ bán với giá là 240.000 thôi. Như cả nhà đang nhìn đây ạ, cây lộc bắc này. Đó. Có 2 đến 3 thân thôi nhé, không có nhiều thân đâu. Cái dòng này cũng rất là khỏe, mặt bông cũng rất là đẹp đúng không ạ? Phi điệp lộc bắc em bán là 240.000 một cây. Và cô chú anh chị nào nếu mà khoảng 2 đến 3 ngày mà chưa nhận được đơn hàng của gia đình em Thảo thì hãy gọi điện lại cho em nhé. Và em Thảo xin giới thiệu với cả nhà một cái dòng hoa Di Linh Xuân. Đây có cái thân của nó tím rất là đẹp này. Như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đó. Thân của nó thì cũng không quá là cao đâu nhá. Nó chỉ cao khoảng tầm 10 cm một chút xíu này. Có cây nó thấp hơn. Đó. Cái dòng của nó này. Cái cốc của nó không to đâu. Nhưng mà cây nó đẹp lắm. Cốc của nó chắc khoảng 10 cm thôi. Đó. Đây này. Đẹp lắm. Cây của nó thấp hơn. Thấp thứ hai so với Yên Thủy đúng không ạ? Đây này. Đó. Mỗi một cốc. Có cốc là tím này. Nói chung là nó cây nào nó cũng gần như nhau đấy ạ. Có cây là 2 thân tơ. Nếu mà cây 2 thân tơ này nó được nhiều hơn một chút. À nhầm, nó bự hơn một chút. Đó. Đây ạ. Đây. Và
Hàng bên trong này đây là gia đình em Thảo đang đóng hàng để gửi cho cả nhà đấy ạ. Bởi vì là số lượng đơn hàng rất là nhiều nên là gia đình em phải đóng vào buổi tối nữa. Nên là cô chú anh chị nào mà sau 3-4 ngày mà chưa nhận được hàng thì có thể gọi điện lại cho em nhé. Bởi vì là nhiều khi là gia đình em hết một hàng này hoặc là hết mặt hàng kia thì bên em gọi lại cho anh chị em mà không chốt được lại đơn hàng ấy thì là gia đình em lại vẫn chưa gửi đâu ạ. Đó, và cái dòng Di Linh Xuân này em bán với giá rất là mềm thôi ạ, 260.000 một chậu Di Linh Xuân nhé cả nhà nhé. Như cả nhà đang nhìn đấy, đẹp lắm. Toàn từ 3 đầu thôi ạ, toàn 3 đầu trở lên thôi. Những cây nào hai đầu thì mập hơn này. Đó, anh chị em nào mà muốn lấy nhiều thân thì có thể là bảo em nhé. 260.000 một chậu Di Linh Xuân. Và em còn có một ít hàng gái nhảy gieo hạt của gia đình em. Và như cả nhà biết rồi đúng không ạ, phi điều gái nhảy là một trong những cái dòng hoa có mặt bông rất là đẹp và mặt hoa rất là quyến rũ. Và cái dòng hoa này thì nếu mà anh chị em nào đã từng chơi thì rất là muốn sưu tầm đúng không ạ. Đó, và em đang làm hàng thì cây của nó thì không cao bằng cây hồng yên thủy đoạn, cây nó thấp hơn hồng yên thủy một chút, là mỗi một chậu của nó chỉ cao khoảng từ 10 cho đến 12-13 cm thôi. Đây ạ, cây nó còn rất là bé đó. Và cái cây của nó thì có 5 cánh trắng rất là bay này, mắt của nó hồng và lưỡi của nó rất là xinh. Và em bán với giá là 240.000 một cây. Mua 2 cây là 450 nhá cả nhà nhá. Rất đẹp luôn đấy ạ. 2 đến 3 thân tơ, rất là xinh nhưng mà cây nó thấp thôi ạ, cây nó không to bằng cây hồng yên thủy đâu nhá. Nó ngắn hơn hồng yên thủy một chút. Đó. Và bên này đây ạ, đây chính là cây phi điệp núi chúa của gia đình em này. Đó, thân của nó không được xanh lắm đâu, nó vẫn tím tím nhá. Đó. Đây. Cây của nó mập một chút. Đó, mập hơn so với cây mắt đỏ Hòa Bình. Đó. Phi điệp núi chúa này em bán là 250.000 một chậu. Đó, hàng vừa mới về nên là em phải quay luôn để không là trời tối. Vì là mỗi lần em Thảo quay là em Thảo sẽ chỉnh lại cái video để cho chúng ta có cả mặt bông luôn nên là nó sẽ hơi lâu một chút này. Đó. Phi điệp núi chúa này là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Và tiếp theo đây chính là cây phi điệp nù tam bố của gia đình em Thảo. Nù tam bố là một trong những dòng hoa có mặt bông rất là đẹp. Theo về kinh tế thì nó cũng có giá trị kinh tế rất là cao đúng không ạ? Và nù tam bố cây của nó cao. Đây ạ, cây nó cũng không cao lắm đâu. Cao khoảng từ 2 cho đến 5 cm nhé cả nhà nhé. Mỗi một chậu gồm từ 1 đến 2 thân. Đó. Cây thì tím đỏ này. Đó, năm sau mà chúng ta chăm sóc tốt đấy ạ, nó có thể bằng ngón tay út của chúng ta luôn đấy ạ. Đó, nù tam bố em bán với giá là 80.000 một chậu nhé cả nhà nhé. 80.000 một chậu cây. Và đây chính là giả hạc đắc lây, hay gọi là hoàng hậu của vùng Tây Nguyên đúng không ạ. Giả hạc đắc lây em bán với giá là 75.000 một cây. Giả hạc đắc lây nhé. Đó, rất là đẹp đúng không ạ. Cây của nó cao khoảng từ 3 cho đến 4 cm, 5 cm đúng không ạ? Và ở bên trên này đây chính là cái năm cánh trắng mắt nai của gia đình em Thảo. Mỗi một cây như cả nhà đang nhìn, như em đang cầm ở trên tay này đấy ạ. Em sẽ đo xem là nó cao bao nhiêu nhá. Em Thảo sắm được cái cây này, cái cây thứ này. Khoảng từ 6 cho đến 8 cm nhá cả nhà nhá. Mỗi một chậu thì gồm có 1 đến 2 thân. Đấy. Cây này thì em bán với giá cũng rất là mềm thôi ạ. Em bán là 80.000 một chậu mắt nai nhá cả nhà nhá. Năm cánh trắng mắt nai là một trong những cái dòng hoa rất đẹp đúng không ạ? Đấy, rất là xinh luôn. Em cũng không có nhiều. Em Thảo đang cầm ở trên tay này đây chính là cái dòng hoa Denzo Phát Tài, một cái dòng hoa được ưa chuộng nhiều nhất vào trong dịp Tết. Bởi vì người ta quan niệm khi mà chúng ta cắm cái dòng hoa Denzo này ở trong nhà thì sẽ thu hút may mắn và tài lộc về đến gia đình của mình đúng không ạ? Và cái dòng hoa này cây của nó cao không quá là cao, nó chỉ cao khoảng từ 12 cho đến 13 cm thôi. Cây hàng làm giống và như anh chị em biết rồi đúng không ạ? Mặt bông của nó rất là đẹp. Và hiện tại em Thảo bán hàng bông xổ số nhá. Chủ yếu là da màu hồng rất đẹp. Đó. Và cô chú anh chị nào mà yêu mến thì có thể sưu tầm. Bình thường em Thảo bán từ 130 cho đến 150 một chậu. Ngày hôm nay em Thảo bán rất là mềm ạ. Đó, 200.000 được 2 chậu nhá cả nhà nhá. Đó, chỉ là 100.000 một chậu thôi. Và hiện tại thì em Thảo chỉ còn có 3 khay, tức là còn khoảng tầm gần 50 chậu để cho cô chú anh chị có thể là sưu tầm. Đẹp, đẹp lắm. Đó. Em Thảo ship từ 2 chậu nhá cả nhà nhá. Denzo đẹp lắm luôn đó.
Nó vừa mới về và cái lô này thì em bán giá rất mềm luôn. Nên anh chị em nào mà yêu mến thì chúng ta tranh thủ để sưu tầm nhé. Dòng hoa này dễ sống, dễ chăm và hoa của nó cũng rất là bền luôn. Và đây chính là những cái chậu hạc vĩ thiên cung lứ bố của gia đình em Thảo. Có mặt bông màu hồng đậm rất là xinh xắn đúng không ạ? Và gia đình em Thảo bán với giá là 150.000 một chậu thiên cung lứ bố. Mỗi một chậu khoảng từ 4 cho đến 5 cây. Cây của nó dài khoảng từ 8 cho đến 9 cm, từ 5 cho đến 8-9 cm nhé cả nhà nhé. Thiên cung lứ bố 150.000 một chậu, mua 2 chậu lá 250 nhé cả nhà nhé. Thiên cung lứ bố rất là đẹp, hạc vĩ thiên cung lứ bố. Đây là hạc ươm kỳ nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm là hàng mật bông nó chuẩn nhé. Và ngày hôm nay em Thảo lại về thêm hạc vĩ màu trắng tinh khôi, là một cái dòng hoa đột biến được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đúng không ạ? Và đây là hàng của Thái nhé cả nhà nhé. Và mặt bông thì chắc chắn là sổ trắng nhé cả nhà nhé. Đây ạ, xinh lắm luôn ấy. Mỗi một chậu khoảng từ 2 cho đến 3 thân tơ. Và mỗi một chậu của nó cũng chưa cao lắm đâu. Đây ạ, khoảng từ 10-15 cm thôi này. Nhỏ lắm, có cây được 20 cm. Đó, em thì không có nhiều đâu ạ, em chỉ còn có 2-3 khay thôi. Đó, có chậu thì có 3 thân, có chậu chủ yếu là 2 thân là nhiều này. Xinh cực là xinh luôn. Đó, màu trắng tinh khôi. Em bán với giá 170.000, mua 2 chậu là 300.000 nhé cả nhà nhé. Đấy, rất là đẹp, màu trắng tinh khôi, hoa y hệt như trên màn hình này đây ạ. Và ngày hôm nay em Thảo vừa mới về thêm hải yến màu xanh. Cái mặt bông như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Cây này có thể chơi lá, chơi rễ được luôn nhá. Hoa của nó cũng rất là xinh, như anh chị em có nhìn thấy. Và em bán với giá là 240.000 một chậu hải yến màu xanh, rất đẹp. Đó. Và em Thảo xin giới thiệu với cả nhà một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm và muốn sưu tầm về để chúng ta đặt ở trên bàn làm việc, rất là xinh xắn và dễ thương đúng không ạ? Đó chính là cây hồ điệp lá biên. Như anh chị em có thể nhìn thấy ở trên màn hình này, đây chính là mặt bông của nó. Và đây ạ, đây là mỗi một cây khoảng từ 5 cho đến 6 lá, cây nhỏ nhắn xinh xắn thôi. Về chúng ta bỏ ra cái chậu nhỏ nhắn hơn thì nó sẽ rất là xinh và nó rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó, em bán là 90.000 một chậu, mua 3 chậu là 250.000 nhé cả nhà nhé. Xinh lắm luôn đấy. Đó, cây này rất là đẹp luôn. Giờ nhìn nó nhỏ nhắn dễ thương thế này là muốn bao bọc luôn đấy ạ. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đúng không ạ? Và đây là dòng hoa của Thái, mang tên là Hoàng Thảo Phượng Hoàng. Mặt bông của nó cả nhà có nhìn thấy giống như một con phượng hoàng lửa đúng không ạ? Rất là đẹp, mỗi một chậu của nó khoảng từ 2 cho đến 4 thân tơ, rất là xinh như anh chị em có nhìn thấy đấy ạ. Mỗi thân tơ của nó dài khoảng từ 15 cho đến 20 cm. Đó, như em đang cầm ở trên tay này đấy ạ. Rất là đẹp nhá. Em bán với giá là 230.000 một chậu ạ. Mua 2 chậu là 450 nhé cả nhà nhé. Rất là xinh, mặt bông thì rất là đẹp luôn đấy ạ. Ngày hôm nay em Thảo xin chia sẻ với cả nhà một cái dòng hoa đem lại may mắn, tài lộc cho người trồng. Đó chính là Hoàng Tử Áo Đỏ. Chính vì nó đem lại may mắn và tài lộc cho người trồng nên là được rất nhiều cô chú anh chị mua về để tặng quà tân gia, khai trương cửa hàng. Hoặc là chúng ta treo các nhà vườn ở công ty đều rất là đẹp đúng không ạ? Để thu hút tài lộc và may mắn về bản thân mình đúng không nào? Và hiện tại gia đình em Thảo đang cung cấp mỗi chậu hoa Hoàng Tử Áo Đỏ rơi vào khoảng tầm 5 cho đến 6 cặp lá này, cả tính cả lá ngọn là 7 cặp lá này. Đó. Đây ạ, mỗi một chậu như thế này. Đợt vừa rồi thì em có phục vụ cho anh chị em rất nhiều đúng không ạ? Và được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và cái đợt vừa rồi thì em còn có 8 cây thì em có thanh lý với giá chỉ có 230.000 đúng không ạ? Bình thường em bán 260 đến 300 đúng không ạ? Hôm nay em cũng bán giá rất là mềm, cây thì xinh, giá thì mềm, 230.000 một cây, mua 2 cây là 400.000 nhá cả nhà nhá. Hoàng Tử Áo Đỏ như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Có cái bộ rễ rất là dài, đây là rễ gió nhá cả nhà nhá. Rất là xinh xắn, dễ thương đúng không ạ? Đó. Em bán với giá là 230.000, mua 2 cây là 400. Hoa nở vào Tết. Và cái dòng hoa này ghép cũng được mà trồng cũng xinh nhá, cây cực kỳ là đẹp luôn, cả nhà có nhìn thấy này. Cây nó ra rộng khoảng tầm bằng cái lá cáo thôi, khoảng 3 cho đến 4 cm, rất là đẹp. Riêng cái dòng này chơi thân thôi là đã xinh lắm rồi đúng không ạ? Và đây chính là cây đai châu màu đỏ chấm bi của gia đình em Thảo, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đó, xinh lắm là xinh luôn. Đây chính là cái dòng đai châu lai với cây Vanda. Đó, cả nhà có nhìn thấy là vẫn là dáng của cây đai châu và vẫn có cái dáng của Vanda đúng không ạ? Rất là đẹp nè.
Đó, và nó là lấy những cái điểm đẹp của cây đa châu với cây vanda tạo thành một cái cây cực kỳ là xinh. Hoa của nó như là cả nhà nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Và có cái bộ rễ gió cực kỳ là dài luôn đấy ạ. Rất là đẹp luôn, xinh lắm. Đó, mỗi một cây như cả nhà có nhìn thấy đây. 7 cặp lá này. Đó, cây nào nó cũng xinh như cây nào, 6 đến 7 cặp lá này. Đó, đẹp lắm luôn đấy. Đó, em bán là 260.000 một chậu. Mua 2 chậu là 500.000 nhá cả nhà nhá. Xinh là xinh luôn đấy. Em thì không có nhiều đâu. Đó, cây này toàn là 7 cặp lá thôi, xinh lắm. Bản lá của nó này. Đó. Rất đẹp. Đai châu đỏ chấm bi. Hoa lan đai châu hay gọi là nghinh xuân hay gọi là ngọc điểm là một trong những cái dòng hoa lan cực kỳ được nhiều cô chú anh chị quan tâm, bởi vì hoa của nó nở vào Tết và là một trong những cái dòng hoa có mặt bông thơm, đẹp và nở rất là bền. Và cái dòng hoa này thì nở vào Tết nên là được nhiều cô chú anh chị quan tâm. Em có dòng đai châu của Thái để giao lưu với cả nhà. Đó, đai châu này là đai châu nhỡ, không phải là đai châu bé tí như đợt trước đâu ạ. Nếu mà theo về cái đai châu mà ngày trước em thảo bán 30.000 một cây, đây là đai châu mầm non, còn đây là đai châu cuối cấp tiểu học luôn rồi đấy ạ. Cây đai châu nhỡ rất là khỏe. Đó, rất là khỏe cây và cũng rất là xinh nữa này. Là màu sổ số nhé cả nhà nhé. Em bán với giá cũng rất mềm luôn. Ngày bình thường em thảo bán 65.000 đúng không ạ? Ngày hôm nay chỉ còn có 2 cây này thôi nên là em thảo sẽ bán giá rẻ hơn, mềm hơn này. Cây của nó này, mỗi lá của nó chưa quá là to nhưng mà cây nó rất là khỏe. Đó, xinh lắm. Rất là đẹp luôn. Nói chung là rất là đáng yêu. Em bán với giá là 50.000 một cây thôi. Em ship từ 3 cây nhá cả nhà nhá. Đó, cây đẹp lắm. Xinh xinh xắn dễ thương này. 1 2 3 4 cặp lá rồi này. Đây ạ. Đó. Đẹp. Mê cực là mê luôn đó. Nên là anh chị em nào quan tâm thì có thể là sưu tầm nhá. Em không có nhiều đâu, em chỉ còn bằng này thôi. Như là vừa rồi là ngày hôm qua đúng không ạ? Ngày hôm qua em còn giao lưu với cả nhà là 10 khay, ngày hôm nay chỉ còn có 2 khay thôi đấy ạ. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm những cái cặp đai châu trắng rất là xinh đúng không ạ? Nếu mà nói về đai châu thì mọi người biết rồi, màu đắt nhất là màu hồng cánh sen. Và sau đấy là mới đến màu trắng đúng không ạ? Cũng giống như phi điệp, có kỳ chỉ là 50.000 nhưng mà cũng có kỳ là lên đến 200 triệu trên 1 cm. Ví dụ như là phi điệp 5 cánh trắng Bảo Duy đúng không ạ? Và phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ là 7 triệu này. Phi điệp hồng Mỹ Nhân, hồng Yên Thủy là 15 triệu trên 1 cm đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa rất là xinh của dòng đa châu. Và đây là những cái cặp đa châu trắng. Một cây của nó thì sẽ gồm có, một chậu của nó sẽ gồm có 2 cặp này. Có cây to, cây bé nhá cả nhà nhá. Đó, cây to của nó này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Đó, toàn là từ 5 đến 7 cặp lá. 1, 2, 3, 4, 5 này. Rất là xinh nhá. Đó, và cái cỡ của nó thì em sẽ đo cho cả nhà xem nhá. Em bán là 950.000 một cặp. Giống như cái đợt vừa rồi, cái cặp đa châu màu đỏ em không có bán cơ. Đó, và lá của nó này khoảng từ 5,5 cho đến 6 cm. Cái lá của nó đó, rất là xinh. Nói chung là anh chị em mà đi lên trên nhà em để xem trực tiếp thì nó sẽ ok hơn. Đó, ưng là chúng ta lấy luôn đúng không ạ? Đó, đẹp. Đấy. Đẹp không ạ? Rất là xinh nhá. Bởi vì là vườn ngoài nhà em chật quá rồi nên là em phải lấy vào trong nhà để em quay để cho cả nhà có thể nhìn thấy đúng không ạ? Đồng thời là ngày mai em sẽ đóng hàng gửi cho cả nhà luôn. Và đây là những cái cặp đa châu màu đỏ của nhà em lẫn với màu trắng này, có hai có cặp thì màu đỏ này. Đó, còn đây là màu trắng với màu đỏ. Nói chung là những cái nhìn những cái hàng lá của gia đình em ấy là cái lá nó là dòng lá ngắn, đẹp lắm, rất là xinh luôn. Đó, đây cũng là màu đỏ này. Đó. Cái... đây. Đó. Xinh quá. Em bán là 950.000 một cây nhá. Một chậu gồm có là 2 cây đấy ạ. Em bán theo chậu nhá cả nhà nhá. Và đây chính là cặp đôi hoàn hảo đai châu hồng chớp và đai châu hương vàng sắc nguyệt. Và cái dòng hoa này lần đầu tiên xuất hiện ở trên thị trường Việt Nam mình đấy ạ. Nó là kết quả của 3 dòng hoa đẹp nhất lai với nhau. Đó chính là đai châu này, vanda và giáng hương Bangkok Sunset đúng không ạ? Hay gọi là hoàng tử đấy ạ. Và đây là một cái dòng hoa rất là thơm, hoa nở được vài lần trên một năm. Và cái dòng hoa rất là đáng để sưu tầm đúng không ạ? Và gia đình em Thảo thì bán thì toàn là những cái cây có màu rất là đẹp và đặc biệt đúng không ạ? Đây cả nhà có thể nhìn thấy này, cây của nó đây ạ, 1 cặp này, 2, 3, 4, 5, 5 cặp lá trở lên nhé cả nhà nhé. Đây ạ, cây của nó không phải là chơi
không phải là quá to, nhưng mà riêng cái dòng này chơi 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 thân thì cực kỳ là xinh đúng không ạ? Chúng ta có thể ghép vào lũa hoặc là chúng ta trồng vào giỏ, nó đều xinh hết nhé cả nhà nhé. Đó, và em có hai cây, đây chính là cây hồng chớp nhé cả nhà nhé. Đây là cây hồng chớp mặt bông như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Và tiếp theo đây chính là cây hương vàng sắc nguyệt ạ. Đó, như cả nhà đang nhìn đây ạ. Đây ạ. Cả nhà có nhìn thấy ở trên màn hình đây có mặt bông nó đẹp đúng không ạ? Cây của nó rất là giống nhau. Và gia đình em sẽ phân biệt bằng cách là gia đình em sẽ ghi vào trong cái thẻ này cho anh chị em có thể là nhận biết nhá cả nhà nhá. Đó, hoặc là em sẽ ghi bút mực vào. Đó. Và em bán mỗi cây là 250.000 một cây ạ. Mua 2 cây là một cặp đôi đấy thì em sẽ bán với giá là 450 nhá. Nếu mà mua một cặp đôi đấy ạ. Đó, nếu mà mua một cặp đôi là như thế này. Đó. Hoàng thảo lông trắng, hoa của nó màu trắng, lưỡi nó màu vàng, là cái dòng hoa người ta đã lai tạo từ cái cây hoàng thảo lông trắng ra để tạo nên một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đúng không ạ? Và cái dòng hoa này được tạm gọi là hoàng thảo lông trắng này. Đó, hoa của nó rất là xinh. Mặt bông của nó cả nhà có nhìn ở trên màn hình này đấy ạ. Em bán 180.000 một cây. 180.000 một cây nhá. Anh chị em yêu mến cái dòng hoa này thì chúng ta có thể sưu tầm. Rất là đẹp ạ. Mỗi một chậu của nó cũng không quá là cao đâu. Cây nó chỉ cao khoảng từ 8 cho đến 12 cm thôi ạ. Nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Là một trong cái dòng hoa trồng được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đấy ạ. Và đây chính là một số phân thuốc của gia đình em. Và do là số lượng cô chú anh chị lên cửa hàng của gia đình em rất là nhiều và muốn mua vật tư phân thuốc luôn, nên là gia đình em có lấy về để phục vụ. Và đây chính là cái cuộn dây để chúng ta chuyên dụng buộc lan này. Đó, cây lan nó sẽ không bị ảnh hưởng khi mà chúng ta buộc cái dây này, bởi vì nó là ở nhựa bọc ở ngoài và cái dây thép ở bên trong rất là dẻo. Em bán là cái dây này là 100m này, em bán là 40.000 này. Và đây là thuốc diệt kiến này, 50.000 một lọ này. Và cái này là có sự hướng dẫn ở trên tem mác nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm là cả nhà có thể nhìn ở trên này và họ làm theo hướng dẫn nhé. 50.000 thuốc diệt kiến này. Đó, cái mùa này thì kiến rất là nhiều nên là chúng ta mua thuốc diệt kiến về chúng ta diệt đúng không ạ? Tiếp theo thì đây là B1 nhỏ này, 45.000 này. Đó, B1 45.000. Và bên trên này đây là đặc trị vi khuẩn chống thối nhũn này. Đó, 35.000 một gói này. Đó. Để những các anh chị là bị nấm này, bị vi khuẩn, bị chống thối, có thể phun để chúng ta chống thối nhũn luôn này. Đây ạ. Đây. Một cái gói này chúng ta phun với là 16 đến 20 lít nước nhé cả nhà nhé. Và kiki duy xanh. Đây kiki duy đỏ này, kiki duy đỏ em bán 80.000 này. Đó. Kiki duy xanh là 65.000 này. Đây là dạng phun, còn đây là dạng bôi. Đó, anh chị em nào có thể dùng hai loại này, loại nào cũng ok hết này. Đó. Tiếp theo xuống dưới này thì kích dễ, em có 3 loại kích dễ. Đầu tiên là kích dễ của Mỹ Riot 50.000 này. Thứ hai là đây là kích dễ của Đài này, 80.000 này. Đó. B1 lúc này em giới thiệu rồi này. Keo liền sẹo này. Đó. Keo liền sẹo này em bán với giá là 45.000. Đó. Keo liền sẹo này anh chị em chỉ cần lắc một cái là chúng ta sẽ sử dụng được luôn nhá. Và đây kích dễ Đài này, kích dễ Đài này bình thường nhá. Đây kích dễ Thái nhá. Hàng rất là tốt luôn và bình thường em bán là 90.000 đây, ngày hôm nay em bán giảm giá xuống còn có 70.000 thôi. Đấy. Kích dễ của Thái nhá. Và Artisoc. Mùa này thì nắng mưa rất thất thường nên chúng ta mua về Artisoc về chúng ta phun được không ạ? Ba ml so với 1 lít nước nhé cả nhà nhé. Pha 3 ml với 1 lít nước nhé cả nhà nhé. Cái này nó có cái nó bị bung ra lúc mà em để trong hộp ấy, nên là nhìn nó này, nên nó hơi bị bẩn ở đấy. Và cô chú anh chị nào mà mua cái dòng hoa này, mua cái hoa của em thì em sẽ tặng cho mọi người. Đó, em sẽ không bán nữa mà em tặng luôn. Artisoc về chúng ta để cây của chúng ta ra khoảng tầm 4 tiếng rồi chúng ta phun hòa cái Artisoc này ra chúng ta phun. Đó. Nano bạc để chống thối nhũn. Nếu mà ở mức độ nhẹ thì chúng ta nên sử dụng nano bạc, còn nếu mà nó nặng rồi thì chúng ta mua đặc trị vi khuẩn về mà chúng ta dùng đúng không ạ? Đó. Và đây là bả sen của nhà em, 35.000 một lọ. Đó. Đây là dạng rắc nhá cả nhà nhá. Về Super Thai thì gia đình em thả có 2 dòng. Nếu mà anh chị em nào ít lan thì chúng ta mua cái dòng bé này. 30.000 lọ là 10ml, 100.000 lọ 5ml. Đó.
Artisoc, đây là cái nhầm, đây là Super Thai, là kích thích tăng trưởng cho cây. Đó, chúng ta phun khoảng từ 1 đến 2 tuần chúng ta phun một lần cái dòng hoa này. Nói chung là cái dòng hoa này thì kích thích tăng trưởng rất là tốt và đặc biệt được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đấy. Và ở dưới này đây là chính là những cái gói phân tan chậm của gia đình em. Em bán mỗi một gói này với giá này là 75.000. Đó. Cái phân tan chậm trong vòng 6 tháng hàng cao cấp của Nhật. Đó, chúng ta mua về chúng ta rắc cách cây khoảng tầm 5 cho đến 10 cm. Đó, mỗi ngày nó sẽ tan ra một tí một tí một tí thì cây của mình nó sẽ rất là tốt, nó thu hút, nó hấp thụ dần dần đấy ạ. Và em Thảo cảm ơn cả gia đình mình đã luôn luôn ủng hộ shop Hoa Lan Chu Thảo, thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị để kết nối với em Thảo thì cô chú anh chị có thể kết nối bằng cách là gọi Facebook, gọi Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em đều được nhé. Và bây giờ thì em xin kết thúc video đây ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại cả gia đình mình ở video tiếp theo ạ.